Hello các bạn nha, và mình lại đến kênh của mình nha. Và hôm nay sẽ là chia sẻ sau một ngày làm việc, và đây và mình sẽ chia sẻ là được anh chị cho một trái điều cần ở dưới nhà hàng nha các bạn. Và bây giờ các bạn mời các bạn cùng theo mình đi để lấy điều cần ra uống nha các bạn. Không phải điều cần như đông vào mình đâu nha các bạn, điều của những người làm, người ở trên phố này làm á. Bây giờ Đắk Lắk bây giờ đang là cái gì nhỉ, gần 1.000 ca rồi, mắc rồi đấy các bạn ơi. Cho nên là lại chỉ thị 16 nữa, hôm nay này cả ngày này anh em làm cho một cái chén để cần uống. Và sau đây là mời các bạn cùng mình nhé đi lấy điều cần về uống. Rồi sẽ cho các bạn thấy quán xá đây. Đó, đây mình coi đây các bạn này. Đó, bên ngoài đó. Đây này, ngồi ăn và uống ngủ nghỉ ở đây luôn nha các bạn nha. Ok, và bây giờ mời các bạn theo mình nhé. Bên ngoài bây giờ đang mưa. Cũng bây giờ là đang là 6-7 giờ rồi các bạn đây. Ok, mời các bạn theo mình đi. Giờ đang tối lắm, tối rồi các bạn ơi. Theo mình đi lấy rượu cần uống nha các bạn nhé. Giờ đang mưa, tối rồi các bạn ơi. Bên này là chỗ nấu ăn, nấu uống bên này. Bên đây là nấu ăn, nấu uống. Còn dưới kia là chỗ nhà hàng. Tối rồi các bạn ạ, nên là các bạn thông cảm nha. Lại quay đêm này nó cũng rung nhiều lắm. Không mà mình không có cái bộ á, dùng tay nó rung. Úi giời ơi. Thế ở đây là chỉ thị 16 rồi đấy các bạn ạ. Hai lần chỉ thị 16 rồi. Và ăn uống trong này luôn. Và mình chưa được về nhà. Tối om. Đồ, nếu mà một mình và các bạn coi ở trong này các bạn không dám coi đâu, rộng lắm đấy các bạn thấy không? Rộng thênh thang dưới này, như này. Những ai mà sợ ma hay là yếu tim thì không coi ở đây được các bạn đấy. Đây là khu vực dưới nhà hàng đấy, đêm rồi, tối rồi, bây giờ là hơn 6 giờ rồi các bạn. Cho các bạn xem bên này. Đây, bên đây là cổng trước của nó đây. Dưới tay là đấy, ẩm thực huyền thoại đây, bên kia cổng đang để bên tường. Xem những video trước thì các bạn sẽ thấy nha các bạn nha. Còn bây giờ là vô kho nha các bạn, vô kho chúng ta đi lấy rượu cần, xem một con kho có cái rượu gì ngon hơn không. Đây, ở dưới này là mình cắt điện rồi nhé các bạn nhé, nên là không có điện đâu, ở dưới này là mình đã cắt điện rồi. Đó, bây giờ là ở trong kho đấy các bạn ơi. Nó tối lắm. Đây là những chế, đây những chế rượu cần đấy các bạn ơi. Đó, những chế rượu cần đây, đặc sản Tây Nguyên Đắk Lắk. À, và mình sẽ lựa những cái ké rượu cần đây, rượu cần. À, và cho rượu cần nhỏ đây các bạn ạ. Những cái ké rượu cần đây. Đó. Đó là Ipao. Đây. Ipao rượu cần, Ipao. Đó là Ipao. À, cùng một hãng đây. Đây, cái này nhỏ nhất. Cái này nhỏ là mình sẽ uống cái chai này, cái ké này các bạn ạ. À. Rồi, trong kho. Wow, trong này có cái rượu nữa đó. Wow. Có cái rượu trong này đó. Ô.
mấy cái điều mắc tiền không các bạn này. Đấy kia đủ 950.000, 950k lại 900. Ô lại kia xong rồi, một cái triệu mốt luôn kìa, một triệu 100 luôn, triệu 100. Cái 88 này thì này là rượu gì á, cùng họ Thảo, đông cùng họ Thảo. Có 188 thì 88 này được, còn rượu mắc tiền này, rượu này 500, 500, rượu này 550 này, rượu này 550 luôn. Cho mấy cái rượu này nó như là triệu, một triệu hay gì á, triệu hay 100 ra, không biết. Này 800 này làm ồ, cũng có rượu 100 này. Chắc hồi nào mua cái rượu này uống thử nha các bạn ạ. Đưa tiền cho ổng mua. À, ồ, cái rượu này cay này hay á. À, toàn cái đống rượu. Ơ, cái này. À, có cái rượu van này. Ồ, ngon dữ hè. Ồ, có rượu. Ồ, rượu van này. Cái này là ly. Ồ, rượu van đây. Rượu van đây. Thôi điều này là không để cho mình uống đâu các bạn ơi. Nói mình là mình uống rượu kia thôi. Thôi bây giờ lại đi lấy cái rượu cần của mình đây. À, mình là được cho cái rượu cần này thôi, đem lên trên kia uống nữa các bạn ơi. Trời hôm nay tối om chết. Đấy. Thì cho anh em mình đây các bạn ơi. Ok đây, đây là cái rượu cần mình mang từ dưới kho lên đây các bạn ơi. Được, sẵn như là đặc sản Tây Nguyên. Đấy, vừa uống vừa ăn cơm luôn các bạn ơi, buổi tối rồi. Rượu cần này không biết các bạn có như rượu cần của bên mình không. Để tí sẽ khui cho các bạn xem. Ồ, có cái giỏ đây các bạn ơi. Đấy, đây. Cái rượu cần của ở đây đây các bạn ơi, nhìn này. Xíu. Là khui trước đây nhỉ. Quay chè xuống đây này, quay đây này, cái đầu tập chỗ ra này. Chỗ này nó hơi là quan trọng cái rượu này. Xem đã như nào. Ô. Có sôi ở trong. Cái thung này. À, bên trong nó như này cây các bạn ơi. À, xong rồi cắm cái điều à, cắm cái cần vào đây sao ạ. uống thử rượu cần thành phố đây các bạn ơi. Xong vào đây thôi. Đây rượu cần thành phố như nào chứ. Đấy, cũng như mình nhé, cũng như uống rượu người đồng bào mình nhé các bạn nhé. Phải rót như này, uống rót nước vào. Thơm được. Ô, đây rồi, đúng không? Cái này nó xong rồi. Còn lấy cái cần này chọt này các bạn ơi. Mình uống rượu cần của nhà mình thì mình biết, rượu cần trên phố này chưa biết. Tí sẽ cho đây là cái ly và tí sẽ rót vào đây, rót vào ly đây để xem nó như nào nha các bạn nhé. Mình cho rồi cùng mời các bạn cùng thưởng thức uống rượu cần với mình nhé. Đây hôm nay tự nhiên uống của mình, hôm nay có một người. Ok các bạn, đây một mình xe đây, đây là rượu đâu. Thứ đó, đây, tự nhiên rồi. Để thử đó. À, thứ đã. Nhặt là nó chưa xuống rồi. Chắc cái này nó chưa xuống rồi. Làm cái này dày. Lắc luôn rồi. Rồi, đúng rồi. Để mời các bạn uống rượu cần này. Ủa sao khác ta? Ngon hết. Anh này là một mình ché đâu các bạn ơi. Ôm một mình một ché này. Mấy anh em mình uống ăn cơm thôi. Rót một ly cho các bạn xem. Nhưng mà không rót được cái ly kia. Thì xem nó có người uống. Cái cần này nó như thế này rồi. Cái cần của nhà mình nó dài. Mình bóp như thế này xem nó có xuống. Ừ.
có xuống. Đây, mời các bạn nhé, đó, đó nó như này này, ù điều cần này, điều cần mình phốt nó như này các bạn ơi, nó khác với điều cần ở nhà, cái này nó ngắn quá, nên mình phải cầm như thế này này, đặt đèn ngầu giống cà phê luôn. Đấy mà, đấy mà. Mời 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 các bạn nhé, mời các bạn nhé. Rồi, mời các bạn uống điều cần với mình đây. Wow, ngon ngon ngon. Xem dưới này, dưới này. Đấy, cái cần ở đây khác hơn cần nhà mình nên là cũng được. Ui, giống cà phê luôn. Giống cà phê thật đấy chứ, điều gì mà đặc như cà phê. Đây là thấp trong một tí cho các bạn xem nha. Đây, đây. Ui da, ô. Đèn, đèn, đèn xịt như phải như cà phê luôn. Ô, à, các bạn một mình một cần này. Đây thì mình rót này đây. Đây mình cùng đi á. Các bạn nhé, khác không điều cần ở nhà mà cái nước nước đen như cà phê luôn hè. Mời các bạn nha. Nóng bự hết. Đây, mời các bạn hút đây, một hút vào các bạn này. Một mình là một mình hôm nay là chơi một mình một chế đây. Ngon. Thử đi, thử một cần để em quay nào. Sướng, dễ không? Không. Ngựa. Này. Người này không uống là còn ăn cơm thôi, biết ăn. Người ta tốt mạng mà biểu quay. Đâu, này mình ăn cơm mà ăn cơm mà uống được cần nha các bạn ơi. À, trời ơi. Cái nước rượu nó đen xì xì luôn. À, cái nước rượu nó đen luôn các bạn ơi, được cần đây. Thôi mình và các bạn uống nha. Mình và các bạn uống thôi. Cái sướng hơn. Đun lại ăn. Có nên lẩu bỏ vô. Rồi xoay camera xuống cho các bạn xem. Như nước gì luôn, nước đánh xì xì. Đừng còn nổi tổn. Ờ, say rồi, mình như là 2 ly say rồi, mời. Mùi rồi. Để lại xuống lại xong đấy, nhưng mà đây. Cái gì muốn ở đâu rồi sao? Cái gì muốn là sao? Muốn ăn hầm lại nóng mà đi lấy cái nồi không chịu lấy rồi. Rồi, mời các bạn nhé. Ủa, mình và các bạn thôi. Đúng không Dũng? Ủa, đi lấy rồi. Đó. Em quay nha. Đây cho anh Dũng. À, uống em. Đẹp mà, đó, đây cho uống em. Có anh, được cần em. Mời anh Dũng. À, mời anh Dũng. Uống em. Rồi, khán giả mời. Mời khán giả đi chứ. Hết đi. Ủa, mà như cà phê, ngon lắm các bạn ơi. Tuyệt vời. Uống như cà phê. Như cà phê. Ăn thật đấy, đặc quá. Này. Mời. Mời một lượng, mời anh em. Giơ lên mời anh em đã rồi. Không cần.
Rồi mời uống đi. Mời. Nào, ngon không? Đây là đây này, có anh Dũng với mình uống này các bạn. Em nó em đây nó uống sợ đau bụng. Mời các bạn nấu đi con nhá. Dạ. ngon ngon đó. Ngon là phải cất bình nghèo nhá, mình nó bọc dưới chừng không nghi không cất bình à. Ui dồi, ngon quá các bạn ơi. Nước đèn quá đọc quá, ngon quá. Này mình uống vừa vừa thôi, nãy giờ chắc mình uống được từ cái chén này đúng không các bạn, gần tới đây thôi. Thế này thôi, vậy thì có bằng này, được các bằng này, không uống hết được đâu. Hết, say được. Chắc uống tới đây à, uống tới đây. Mà, uống bằng này. Ok. Ngon quá. Ok, cho bằng nơi như này đó. Nhưng cần ở đây là người ta làm như thế này đó các bạn ơi, ở thành phố à. Còn ở nhà mình đó người ta làm khác lắm. Anh Dũng có một ly kia chưa xong rồi. Đó. Đây là ăn cơm. Em cũng đang cơm rồi đang xem phim. Mà một mình uống say rồi các bạn ơi, say rồi, phê rồi. Là bên Đắk Lắk mình là chỉ thị 16 rồi các bạn ơi. Vừa làm xong anh chị cho cái điều cần và bây giờ là uống. Hay rồi. Chia sẻ như vậy cho với các bạn thôi nha. Các bạn hẹn gặp lại trong các bạn trong clip sau. Ngày mai uống tiếp nha các bạn nha. Hôm nay ngày mai để dưới góc dưới góc đó xong mình uống tiếp. Mời các bạn ngày mai uống tiếp nha. Uống tiếp mà có rượu mình uống cả ngày đi. Mai rượu này khác, uống tiếp. Mai mời các bạn nha. Lại uống cái chén này thôi. Uống cái chén cũ này, uống hết nước hôm nay. Ôi đi cần thành phố khác hơn buồn mình là ôi, nặng quá. Nó còn nhỏ giọt này các bạn thấy không? Nước còn nhỏ giọt mà đen luôn. Đen xì luôn nước. Này là bạn. Đó. Là cái rượu đèn. Nói chung là rượu này rất là ngon. Bye. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai uống tiếp nha. Mời các bạn ngày mai cùng xem mình uống tiếp nha. Này uống không nổi đâu các bạn ơi. Say đấy, một mình một chai say đấy.